Mời mọi người đến với trận ba nam vòng bảng giữa đội Công viên Tuổi Trẻ trong màu áo xanh nhạt phía phần sân đối diện của mình và câu lạc bộ Thiên Văn trong màu áo xanh đậm ở gần phân mình hơn. Điểm bắt đầu trận đấu 0-0. Cầu thủ chạm 21 trước còn đây chiến thắng. Trận đấu này trong khuôn khổ giải đá cầu Hàng Hải 2024. Xin mời quý vị đón xem. Thank you.
cái mặt nào. Số kết quả của giải không được.